Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ vận chuyển trái phép khoảng 19kg kim loại nghi là vàng từ Campuchia về Việt Nam qua địa phận khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, ngày 31 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp các địa điểm, chỗ ở đối với các đối tượng có liên quan, tạm giữ thêm 14kg vàng thỏi, vàng nữ trang và nhiều đồ vật, tài liệu, tài sản có liên quan. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhận thấy hoạt động của các tiệm vàng ở địa bàn Châu Đốc và địa bàn An Phú có những vấn đề nghi vấn, và hoạt động ở tuyến biên giới Việt Nam Campuchia trên địa bàn An Phú diễn biến phức tạp. Vì vậy, Ban Giám đốc đã chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang về việc đấu tranh triệt xóa với đường dây buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới. Sau hơn 3 tháng thực hiện kế hoạch và phương án bắt giữ, vào khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 7 2023, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh bố trí lực lượng bắt đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên đường thủy và trên đường bộ. Lúc này, tổ công tác đường sông khu vực sông Bình Di, đoạn qua địa phận khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, phát hiện đối tượng Nguyễn Tấn Phong, sinh năm 1978, trú khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, đang điều khiển xuồng máy vận chuyển hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam, nên đã tiến hành áp sát, bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, đối tượng liền nhảy xuống sông, lặn trốn về phía Campuchia. Cùng thời điểm trên, tổ công tác trên đường bộ đã khống chế và mời hai đối tượng Hồ Giang Sơn, sinh năm 1963, và Nguyễn Hoài Tâm, sinh năm 2001, cùng trú huyện An Phú, về cơ quan công an làm việc. Tại đây, Sơn và Tâm xin đầu thú, khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa là vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới. Ngay sau đó, công an tỉnh An Giang đã thông báo cho lực lượng chức năng đóng quân trên địa bàn biên giới đến phối hợp xử lý vụ việc và khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng công an xác định bên trong bao màu trắng có nhiều thỏi kim loại và nữ trang, nghi là vàng, có tổng trọng lượng khoảng 19kg. Nhận thấy không thể trốn chạy, ngày 26 tháng 7, đối tượng Nguyễn Tấn Phong đã đến trạm kiểm soát cửa khẩu Khánh Bình, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đầu thú. Qua lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét 8 địa điểm trên địa bàn của thành phố Châu Đốc và An Phú. Kết quả khám xét là chúng tôi thu giữ hơn 14kg vàng và những đồ vật tài liệu khác có liên quan. Cho đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ 5 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng đầu thú và 2 đối tượng giữ trong trường hợp khẩn cấp. Nếu không kịp thời bắt giữ để vàng thẩm lậu vào nội địa sẽ gây ảnh hưởng đến việc quản lý nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ, gây bất ổn thị trường và gây mất an ninh trật tự, nhất là an ninh trật tự ở tuyến biên giới. Diễn biến của vụ việc trên, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin đến quý khán giả trong những bản tin tiếp theo.